Đây lại là một siêu phẩm trong tầm giá 2,7 tỷ, căn một phòng ngủ siêu đẹp, view nè, thấy không chị, thấy không, view xuống thác nước Paradise nè, phía xa xăm kia là sân tennis nè, đấy nhìn cực kỳ đã luôn, vừa view nội khu nha. Phía dưới đây là nguyên rừng cọ nè, cọ này chưa lớn đâu, vài bữa nó mà bung ra nữa càng đẹp nữa, cực kỳ đẹp đấy. Nhìn thẳng xuống là thấy quảng trường luôn, quảng trường đây nè, rồi Vincom Mall nè, cho cái đại lộ rodeo nè, trời ơi lóe sáng cực kỳ đẹp. Mà căn này 2,7 tỷ thì anh chị thanh toán đâu đó là tầm 15% là nhận nhà rồi, chỉ chưa tới 500 triệu, nhận nhà ở ngay. Tới tháng 6 2026 anh chị mới phải thanh toán tiếp để sở hữu một cái tầm view này mà chỉ với 400 mấy chục triệu, quá đẹp, quá đỉnh. Đấy, công trình người ta làm cả ngàn tỷ mà, thấy không, mình chỉ có chưa tới 500 triệu, mình sở hữu cái view quá đẳng cấp. Bước xuống từ B7 là ngay đối diện là quảng trường luôn, Golden Eagle. Phía kia là cái trạm xe bus nè, xe bus của Vin này cực kỳ thoáng, sạch, đẹp, đi rất là văn minh và lịch sự, và đặc biệt là không có mùi bởi vì nó chạy bằng điện, không phải là như xe buýt kia thì chạy bằng dầu thì đôi khi lâu ngày nó sẽ hôi. Đây cực kỳ mê luôn anh chị ơi. Đấy, quá đẹp.